Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của em ha. Thì buổi chiều nay thì có một tin vui nè cô chú anh chị ơi. Đó là mộ của ngoại á, ngoại Dương Văn Ngộ cô chú anh chị. Có mái che nè cô chú anh chị. Wow, em mừng quá. Tại vì bữa trước á, dỡ cái rạp đi thấy cũng buồn. Thấy mộ của ngoại á, trời mưa nó văng nước, mưa nó văng lên mấy cái đèn vô quá trời luôn. Rồi nhang đồ đó thì cũng sợ nữa, nói chung là nó dơ cô chú anh chị. Đâu bữa nay được cái mái che nhỏ nhỏ nè, thấy cưng quá. À, mái che nhỏ nhưng mà cũng che được rất là nhiều ha cô chú anh chị ha. Đây mấy anh bên thao viên đang làm nè cô chú anh chị. Dạ, chế bằng thau đi anh ơi, tại vì ông ngoại dùng cơm á, ướt quá, ông ngoại dùng không được. Ừ, đúng rồi. Bên trong cũng dạ, đúng rồi, không sao đâu. Tại vì nếu mà ướt phần bên kia thì... Không có sao. Mưa nó cũng ướt cái máy kinh nữa. Không có sao. Dạ, dạ, anh che ngay chỗ bàn thờ ông ngoại được rồi. Trời, cái rạp rất là gọn luôn. À, cái là bên này bên người nhà hả anh? À, vậy là người nhà. À, vậy là người nhà mướn. À, mướn rạp để cho ông ngoại che. Cho ông ngoại để không cho nước vô ướt ngoại, ướt mộ ngoại. Anh vậy thì mấy anh em mình thiết kế một cái gì đó để che lại cái chỗ ngoại đi. Đúng rồi. Bây giờ mình lấy một cái cây dù của tụi mình, nó là một cái cây mình ghi mình để xuống trong ngoại thôi. Rồi có luôn. Có gì đâu. Tại sao phải, tại vì mình để mưa nè, nước bằng hờ nè. À. Bậy bạ, trời, nghĩ sao lấy cái cây dù này che gì trời. Cái dù. Trời, tới công chuyện luôn rồi. Tài. Cái bàn xích vô. Ông Tài ông lấy cái dù này ông che nè. Không được đâu. Vậy được, ok không? Nè. Che được cái bát hương. Cái chỗ này là cái chân mà. Che được cái bát hương á. Ok không? Một chút nữa. À, một chút nữa mình sẽ lấy một cái cây dù của mình. Cột một cái cây vô, cột cây dù nó lên. Không, gió nó cũng mấy nè, không được đâu. Vậy hả? Ý kiến không hợp lý. Giờ bay lên sẽ ngắm sừng gặm mình nó, không được đâu à, đừng có động vô bàn thờ ngoại được đâu. Nó cũng tạc nó cho dù vô nó bây giờ không. Cũng tạc à, nó không ai được đâu. Nói chung là mình làm cái gì dịch giờ bà dịch chuyển bàn thờ ngoại là phải hỏi người nhà trước. Mình không được tí làm mấy cái chuyện này đâu. Người nhà sẽ nói mình á. Đúng rồi. Mình thương ngoại mình ở đây, mình giữ gìn mỗi phần ông ngoại giống như một phần con năm vậy thôi. Còn một cái gì đó để người nhà làm, chứ mình không được quyền làm. Dạ, đúng rồi. Ở ngoại thì được, nhưng không được di chuyển gì đâu hết. Lau chùi rồi thì được. Sự tùy duyên. Đúng rồi, vạn sự tùy duyên. Hữu duyên tương lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện gặp nhau hoài. Dạ. Chiều nay lau mấy cái đèn cho ngoại kìa, văng nữa kìa. Hồi sáng em với Tài lau quá trời đất luôn. Thì mưa đó. Giờ mưa văng tiếp. Vậy là cái này là người nhà nghe cô chú anh chị. Mưa phải chịu thôi chị. Mưa là phải chịu rồi. Không, cho nên là phải bắt anh Bắp là chiều phải lau. Thì nói chung là ông ngoại có được một cái rạp để che mưa cho nắng thì ông ngoại ruột của anh Bắp mà. Xin trân trọng và xin nói thông báo với mấy anh chị em ở đây coi. Gì nữa? Ông ngoại có bốn cái dù đẹp vậy ta? Ông ngoại có bốn cái cao anh. Là thuê rạp từ 6 tháng 7 cho đến ngày 24 tháng 7 bữa nay là ủa sao tháng 7 bữa nay tháng 8 rồi mà. Không, cái này khác. Chưa dán ông ơi, ta chưa cập nhật ông ơi. Cái này chưa cập nhật. Nãy giờ ông này ông sao đâu tôi, ông lấy cái cây dù chút xíu ông che bàn thờ ông ngoại thì bữa nay nắng không, chắc hơi người ta thuê chỗ khác á. Ông mưa nắng cho nên là hơi bị chạm dây tí xíu không, nhưng mà hôm nay là ông ngoại có bốn cây dừa rất là đẹp nha. Cái gì, cây dừa hả? Cây dừa cây cao. Ôi, trời cây ơi, cao. Cho như chụp hình cây cao. Này. Bây giờ em nói cây cao đó anh nói cái gì? Cây dừa hả? Ông nói cho anh chụp cái nắng sưng cho anh cái này cây chụp tấm này nắng sưng quá đẹp rồi, nắng sưng rồi. Cây dừa. Cái dừa hay cây cao? Quá đẹp ha. Quá đẹp. Không, nó tóm lại là mộ của ngoại có cái rạp như vậy là cũng quá ok, quá ấm cúng rồi. Không, nhưng mà anh, em nói nghe nè anh. Cái chỗ này là bữa trưa có thể qua đi anh chụp cho có gì đâu. Ok, anh chụp cho trời ơi. Che. Rồi anh tắm thôi, nhiều quá vậy. Hay quá, em chụp giùm anh tắm luôn được không? Không, chắc không đâu. Tình cảm anh em chắc bệnh lâu á. Trời ơi, tự nhiên cầm cái gì kỳ cục. Đưa đây em cầm cho, tự nhiên cái cầm. Nhìn đây, cởi. Quay đi. Đây, cầm đi. Thôi vậy đi đó. Đúng rồi, vậy che cái mặt ánh lại được rồi. Vậy đi. Để cây xích xuống. Cây xích rồi, ok, nhìn đây, mắt nhìn đây. Cười lên. Eo. Cho thấy răng cái nào. Thấy cái hàm răng đen đen đi.
nha ông Đăng coi. À, thì rất là một cái niềm vui nho nhỏ của mấy anh em nha cả nhà. À, thấy mặt tài rồi đó ha, rất là đẹp ha. À, ngoại là có 4 cây dừa, hôm nay 7 năm chút chiều mình sẽ lau lại cái đèn trong ngoại đi. Đúng rồi. Cái chậu bông trong kia thì cũng xin chia sẻ đến cô chú anh chị mình luôn. Bốn chậu. Hai chậu bông hồng. Ủa còn cái đèn nữa đâu rồi? Bị héo trơn rồi, hai chậu vậy ngã luôn. Còn cái đèn đâu rồi? Thì nay bên lụm của cái đèn. Ừ. Ê, cái bên kia kìa, ở trên kìa. Hả? Sao để bên nhà ông ngoại Kiên Giang vậy? Tưởng mất cái là chị Hồng Ngọc chỉ buồn lắm à. Cái gì? Hả? Chị Hồng Ngọc chỉ buồn lắm. Bốn cái đèn của chị Hồng Ngọc mua mà mất cái chỉ buồn. Cái này là chị mua hả? Ủa, chị có mua hả? Có. Lúc nãy đó mình chui vô cái liều cái mình ngồi đó. Mộ cung ngoại rất là đẹp cả nhà. Rồi cái làm như vậy. Chắc bị mắc mưa nhiều quá. Ok ha cả nhà ha. Đó, cho nên là mưa nắng gì bên ngoài cũng không có bị. Rồi mộ ngoại có rạp quá, ok cô chú ơi. Cái bình cái thùng nhang đồ cũng không có sợ nữa nè. Đỡ dữ lắm. Đỡ rất là đỡ luôn. Chỗ mình ăn cơm thì hơi bị nắng. Chưa? Chui vô đây. Đó, chui vô đâu? Đó. Thôi, ba anh em mình ngồi ảnh hưởng tới ông ngoại nhiều lắm. Đâu, ngồi muốn ngoại mà. Đang thay pin lại cho ông ngoại mà. Như dân khúc mà. Rồi, cái kinh nó hư rồi. Hello, mày kiếm cái khác. Lô lô gì cha? Chim sẻ gọi đại bàng. Hello. Rồi, chim sẻ gọi đại bàng. Chị với ông tay rồi. Nghe được của chương trình để lát chiều đi la cô đem cái pin khác. Hello. Bên kia nghe gọi trả lời, hello. Hả, không, anh nói gì kỳ anh, vấn đề gì? Cái thùng đó. Bất bình thường hả? Dạ. Đây là một cái con đường đi ha cả nhà. Rồi, vậy là chiều nay có một cái tin vui. Sẽ tặng cô chú anh chị mình một bài thơ về Tết Trung Thu. Tin vui là mộ ngoại có rạp. Có rạp lại ha cô chú anh chị ha. Không biết là mướn bao lâu. Đi nhiều rồi lại làm liều rồi lại có nhiều, hiểu nhi. Rồi, đó là bài thơ của anh Tô Bắc vừa mới đọc thì thân cốc. Bài thơ đó thì cũng kết thúc luôn cái video này cô chú anh chị. Anh ơi. Khoan. Nhưng mà mình hát ba nha, cái ngoại em về coi. À, mình hát ba hâm nữa hát. Mình hát ba anh em mình nghe thôi. Mình hát ba anh em mình nghe thôi chứ mà mình hát người khác nghe người ta nói ha. Là cuộc đời anh giữ tròn cầu thi chung nghe. Chị đây, mấy chị đây. Chị hỏi gì kìa? Trả lời vậy dạ. Mình hát lại đi ha. Cuộc đời anh giữ tròn cầu thi chung. Rồi thi chung. Nghĩa tình. Rồi tiếp. Hát cái bài dở dễ sợ. Dở lắm hả? Dở thôi, nắng sưng đang thắp nhang trong ngoại và nắng sưng đi về. Thì bác của đây cũng xin phép kết thúc video ở đây để dọn dẹp mộ của ngoại và qua dọn dẹp mộ của năm. Bây giờ chuẩn bị là ngày mai ha cả nhà ha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video sau. Bye bye bye. Rồi cái này nó tông tông ghê vậy. Nhang cò. Vậy hả? Nhang này hả? Ừ, đợn lát nó em lau. Trung thu là Tết thiếu nhi gì đó. Rồi mà sao người lớn lại thích đi nhiều? Đi nhiều thì lại làm liều. Làm liều thì lại có nhiều thiếu nhi. Hay ta. Cái câu cuối hay cả nhà. Đi nhiều thì lại làm liều. Làm liều thì lại có nhiều thiếu nhi. Thì thôi cô chú chị ơi, em xin phép tạm dừng video nha. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Và hẹn gặp lại trong video vào ngày mai. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào ngày mai, vào ngày lễ Vu Lan. Vu Lan Bố Hiếu ha. Chào tạm biệt cô chú anh chị. Gặp lại, bye bye.